thân ái kính chào Tái Ngộ cùng quý khán thính giả của Việt Media và trang mạng Vận Hội Mới. Chúng tôi là bác sĩ Nguyễn Trọng Việt, là rất hân hạnh được hầu chuyện cùng quý khán thính giả trong chương trình hội luận vấn đề cần quan tâm. Và kính thưa quý khán thính giả, đây là chương trình nhằm mang đến cho tất cả quý vị một số những cái thông tin hữu ích, một số những cái trao đổi, nhận xét, bình luận về một số những cái tin tức liên hệ đến nước Mỹ, đến thế giới cũng như là đến đời sống trực tiếp của tất cả mọi người chúng ta. Và mong rằng đây là chương trình hội luận sẽ đem đến những cái thông tin hữu ích này và giúp cho tất cả mọi người chúng ta có cái cơ hội để biết, nắm bắt được nhiều hơn những gì đã xảy ra xung quanh chúng ta. Và kính thưa quý khán giả, cùng với chúng tôi thường xuyên sẽ là hai vị khách, là những nhà bình luận thời cuộc, những người rất am tường về cái tình hình chung của thế giới cũng như của Hoa Kỳ và Việt Nam. Chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý khán thính giả. Người đầu tiên bên trái của tôi là tiến sĩ Lê Minh Nguyên, và người thứ hai ở bên phải của tôi là bình luận gia Nguyễn Kim Bình. Xin một lần nữa kính chào toàn thể quý vị và xin hai anh gửi lời chào đến quý khán thính giả. Dạ, tôi Lê Minh Nguyên xin kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt Media. Chào quý khán giả. Kính thưa tất cả quý vị, trong thời gian gần đây, lẽ dĩ nhiên là riêng tại Hoa Kỳ thì người dân Việt của chúng ta vì quan tâm tới cái tình hình chung của nước Mỹ, do đó đã theo dõi cái cuộc bầu cử rất là sát. Vì lý do đó khiến cho có thể một phần nào đó cái sự chú ý của mình đến những cái vấn đề khác ở xung quanh nước Mỹ có lẽ không còn được nhiều. Tôi muốn nói đến một số những cái biến cố mới xảy ra gần đây, liên hệ tới Việt Nam, liên hệ tới các quốc gia ở trong khu vực Đông Nam Á và liên hệ đến một số các cường quốc kinh tế, và đã có những cái cuộc trao đổi và ký kết những cái hiệp định trong mấy ngày vừa qua. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ tập trung nói đến một số những cái hiệp định đã được ký kết, và tôi cho rằng đây nó khá là quan trọng vì nó liên hệ đến một phần nào nền kinh tế của Hoa Kỳ và một phần nào nữa liên hệ đến Việt Nam cũng như các quốc gia trong khu vực, và đồng thời cũng nhắc đến thêm về một số những cái cuộc hội nghị thượng đỉnh và cũng trong cái khung cảnh của các cuộc hội nghị này. Đầu tiên, thưa quý khán thính giả, chương trình hội luận này sẽ chia ra làm hai phần. Phần đầu chúng tôi sẽ nói về cái hiệp định gọi là hiệp định đối tác toàn diện khu vực, viết tắt bởi cái chữ RCEP, tức là Regional Comprehensive Economic Partnership. Đây nó là một cái hiệp định mà lát nữa chúng tôi sẽ đi vào chi tiết để giới thiệu đến quý khán thính giả liên quan tới những cái vấn đề của nó. Và phần thứ hai sẽ nói đến cuộc họp của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á gọi là ASEAN, và cũng trong cái buổi gặp gỡ đó thì nó có thêm một cái hội nghị nữa là hội nghị thượng đỉnh Đông Á cũng xảy ra trong cái trường hợp và trong cái khung thời gian này, và vì vậy chúng tôi sẽ đề cập tới trong cái phần thứ hai của chương trình. Xin quay trở lại cái phần đầu tiên, nói về cái hiệp định đối tác toàn diện khu vực này đó, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ tìm hiểu xem nó là cái gì, và thực sự nó ngày hôm nay sau khi kết xong nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái đời sống kinh tế ở trong khu vực, và đặc biệt là hai cái quốc gia đối tác mà tôi cho rằng quan trọng chúng ta cần để ý đến, đó là Trung Cộng và Việt Nam. Đó là cái nội dung phần đầu của ngày hôm nay. Trước tiên nói về cái RCEP đó, thì một cách tổng quát, xin anh Bình có thể chia sẻ đến quý khán thính giả nó là cái gì vậy, nó bắt đầu từ đâu và hiện nay sau ký kết thì nó là cái gì. Lát nữa đi vào chi tiết thì tôi sẽ mời anh Nguyên chia sẻ tiếp. Xin mời anh Bình. Dạ, đây là một cái dự án phải nói là kéo dài trong cả gần 10 năm nay, và đặc biệt từ lúc mà ông Tập Cận Bình lên làm chủ tịch Trung Quốc vào năm 2013 thì bên Trung Quốc họ đẩy mạnh tối đa cái dự án này. Song song với cái giai đoạn cuối của cái hiệp ước TPP, TPP đã được làm cái dự án đã khởi động bắt đầu trước cái RCEP khoảng chừng 5 năm. Trung Quốc họ dùng cái RCEP để làm cái đối trọng với TPP, và trong 3 năm cuối cùng của nhiệm kỳ Obama thì trong lúc mà Mỹ đang ráo riết chuẩn bị hoàn tất cái TPP thì bên Trung Quốc họ cũng đẩy mạnh cái RCEP, và phải công nhận đây là một cái sự tiên liệu chiến lược của Trung Quốc chứ không phải không.
OSEP nó là thành công ngày hôm nay. Người thì sẽ trách ông Trump tại sao lại rút ra khỏi TPP để sân chơi cho Trung Quốc. Người thì sẽ nói là cái TPP tự nói là không cản nổi OSEP. Cho dù quan điểm như thế nào nữa thì người ta không thấy công nhận là Trung Quốc họ đã thành công trong cái dự án này. Và cái lý do mà thành công nói một cách khách quan là tại vì thực sự Trung Quốc có một cái lợi thế nội tại trong cái cuộc chạy đua này. Lý do là sao? Họ nằm ngay trung tâm của cái vùng Đông Á, họ khác với Mỹ ở chỗ đó. Và thứ nhì nữa, cái thị trường ở Trung Quốc là 1 tỷ dân. Và cái ưu điểm thứ ba nữa là Trung Quốc họ vô trong cái cuộc chơi này thuần túy về mặt kinh tế thôi. Cái hiệp ước này nó là cái hiệp ước thương mại tự do theo những quốc gia mà đang phát triển đó, thì nó đúng là một cái hiệp ước thương mại tự do trong cái ngoặc kép, là vì nó không có đòi hỏi người ta phải có một cái thay đổi chính trị nào, phải cải tổ cái mức cái tiêu chuẩn lao động, cái quyền của người công nhân chẳng hạn, những cái đó ngoài chuyện làm ăn, nó chỉ tập trung vào chuyện làm ăn thôi. Cho nên nó hấp dẫn các quốc gia, đặc biệt là những quốc gia mà cái tiêu chuẩn người lao động nó thấp, ví dụ như Việt Nam, ngay cả Malaysia và những nước như là Campuchia, Thái Lan, hấp dẫn lắm, vì Trung Quốc sẵn sàng mở cửa thị trường ra, mở cửa sân chơi cho những nước nó hưởng lợi. Nên trong cái cuộc chạy đua này thì bên Trung Quốc họ kể như họ tạm họ đã thành công trong cái giai đoạn này rồi đó. Rồi cái hậu quả của OSEP về lâu về dài như thế nào và làm sao để đối phó lại với nó thì một chút ở đây mình sẽ nói tiếp. Vâng, cảm ơn anh. Vừa rồi thưa quý khán thính giả, chúng ta có thể nhìn thấy được đây là một cái hiệp định thương mại, và theo những cái nhận định của anh Bình đó thì Trung Cộng đã có một cái lợi thế so với Hoa Kỳ trong cái chuyện này. Xin mời anh Nguyên có thể chia sẻ. Đến đây thì tôi phải nói thêm đó là mình vừa mới so sánh giữa cái RCEP và cái TPP, tức là cái hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương đó mà khởi sự từ thời của Tổng thống Obama đó. Thì nếu mà tất cả chúng ta còn nhớ là trong cái cuộc vận động tranh cử 4 năm trước đây đó, thì cả hai người, Tổng thống Trump cũng như là bà Hillary Clinton đó, đều hứa là sẽ rút ra khỏi TPP. Đây nó là một trong những cái điều mà chúng ta sẽ phải tìm hiểu lý do tại sao. Và ngay cả bà Hillary nếu có đắc cử Tổng thống 4 năm trước đây đó, thì cái kết quả nó vẫn là đi ra khỏi TPP mà thôi. Và vì vậy, thế thì ngày hôm nay chúng ta xem lại là cái RCEP này đó, nó là cái gì vậy? Giữa các quốc gia với nhau và những quốc gia ký kết nó như thế nào? Thì tôi xin mời Nguyên có thể nói rõ hơn để quý khán giả có thể hiểu được là nó là một cái hiệp định thương mại như thế nào. Dạ vâng, cảm ơn anh Việt. Kính thưa quý vị, thì cái RCEP bắt đầu để thương thảo là năm 2012 và bắt đầu ký là 2020, hôm Chủ nhật vừa qua. Thì RCEP nó là, thí dụ mình cứ tưởng tượng là một cái nhà thì có cái nền nhà và cái trần nhà. Thì cái nền nhà là cái RCEP và cái trần nhà là cái TPP. Tức là cái trần nhà thì nó cao hơn cái nền nhà nó thấp. Thì cái như mình vừa có nói là cái TPP là nó một cái hiệp ước nó hướng nhiều về tương lai. Thành ra nó đòi hỏi có một cái sự gọi là phải chịu mà thắt lưng buộc bụng một chút trong hiện tại. Thứ nhất là cái vấn đề mà lao động, tức là phải có nghiệp đoàn, tức là bảo vệ quyền của người lao động. Thứ hai là phải bảo tôn trọng quyền làm người, nhân quyền. Thứ ba nữa là cái môi trường, tức là phải đi vào kỹ nghệ xanh, kỹ nghệ sạch, chứ còn không có để ô nhiễm cái quả đất và nó lên nó nóng cái bầu khí quyển và nó làm nó tàn phá cái quả địa cầu. Thì cái RCEP là thành do đó nó có tiêu chuẩn cao, mà vào đó mà tiêu chuẩn cao á thì TPP xin lỗi cái TPP là tiêu chuẩn cao, mà vào cái TPP á thì dĩ nhiên là một số quốc gia là coi như đã để mà sửa đổi để vào thì rất là tốn kém, mà là làm không được. Còn một số những cái quốc gia mà nó đã có tiêu chuẩn rồi thì nó tương đối nó dễ hơn, hay là thuế quan nó đã thấp rồi thì nó dễ hơn. Thì trở lại cái RCEP, nó là một cái tổ chức có 15 nước mà tự trung chính yếu là 10 quốc gia của khối ASEAN và 5 quốc gia ở trong vùng. 5 quốc gia đó là chúng ta thấy có Úc, có Tân Tây Lan, có Nhật Bản, có Nam Hàn và có Trung Quốc. Và Trung Quốc ngồi ở cái driver seat, tức là ngồi cái ghế tài lái. Thì cái RCEP này nó chi phối tới khoảng 30% cái tổng sản lượng của thế giới, là do nó là một cái hiệp ước lớn. Và nó với cái RCEP thì nó là, và Trung Quốc
đang có cái PRI, tức là vành đai và con đường, thì cái RCEP này nó có thể là nó không lý minh, nó giúp rất nhiều rồi Trung Quốc trong cái vấn đề vành đai con đường. Mà khi cái RCEP thì những cái quốc gia trong vùng á, bởi vì cái tiêu chuẩn thấp và cái vấn đề mà cái tariff á, thí dụ nông và thủy sản, thì những quốc gia như Việt Nam chẳng hạn á, là những quốc gia phi lực tân là dựa vào nông sản thủy sản là vân vân, thì là Thái Lan chẳng hạn, thì họ không có muốn là bỏ mất tariff, là coi như họ không bảo vệ được cái nông sản thủy sản của họ. Thành ra cái RCEP nó cũng không có bắt buộc là những quốc gia mà đang bị lệ thuộc nhiều về nông sản thủy sản là phải bỏ tariff. Thành ra nó họ có dễ giữ tariff, và họ có, như hồi nãy mình có nói là vào một cái thị trường 1.4 tỷ người ở tại Trung Quốc thì nó rất là hấp dẫn. Thì trở lại cái RCEP này á, nếu có Ấn Độ trong đó, đầu tiên Ấn Độ năm 2013 thì Ấn Độ bắt đầu vào tham dự, cho tới 2019 thì Ấn Độ lo ngại là cái hàng hóa giá rẻ của Trung Quốc sẽ tràn ngập vô Ấn Độ và làm cho Ấn Độ bị gọi là cán cân cái thương mại bị khiếm hụt. Ấn Độ nói là Ấn Độ sẽ tạm thời đứng ra ngoài nhưng có thể suy nghĩ để trở vô, và cái RCEP nó chấp nhận cho Ấn Độ có thể trở vô bất cứ lúc nào mà không đòi hỏi những cái điều kiện giống như một quốc gia mà mới ban đầu phải đi qua đầy đủ những cái bước. Và chính Nhật Bản là một cái quốc gia mà họ rất muốn Ấn Độ vô, và họ tiếp tục họ thuyết phục Ấn Độ để mà vào cái RCEP này. Thì trở lại cái RCEP thì nó làm cho cái Việt Nam đã bị mất đi một số những cái chủ quyền. Khi mà mình vào một cái khu vực, một cái hiệp ước của khu vực thì chắc chắn là một số chủ quyền đã bị mất. Thì cái RCEP đó, nó làm cho bị mất chủ quyền, và hơn nữa là cái RCEP và cái CTPP, tức là cái TPP mà không có Hoa Kỳ, là nó đều, đa số những quốc gia ở trong vùng nó đều nằm trong hai cái hiệp ước đó cả, chỉ trừ của Hoa Kỳ đứng ngoài ngó vào. Thì nó là coi như nó tạo có một cái sân chơi kinh tế thương mại ở tại khu châu Á Thái Bình Dương, mà trong đó là Trung Quốc hiện giờ đang là có thể là một tay chơi mạnh nhất và thao túng, mà hiện giờ Hoa Kỳ gần như là gọi ren cọt, nó gọi là kinh tế của Trung Quốc đã sụt chuồng và Hoa Kỳ không thể kềm hãm được nữa. Bây giờ còn kềm hãm là về vấn đề an ninh và quân sự mà thôi, chứ còn kinh tế thì coi như là sụt chuồng vậy thôi. Vâng, cảm ơn anh. Thưa quý khán giả, vừa rồi chúng ta đã thấy được một vài cái chi tiết một cách tổng quát để nhìn thấy được cái bức tranh của cái hiệp định thương mại gọi là chiến lược mà khu vực đó, RCEP. Và dĩ nhiên chúng ta đều đồng ý với nhau là Trung Cộng đóng cái vai trò quan trọng trong cái việc mà thúc đẩy cái hiệp định này. Và dĩ nhiên bên cạnh đó thì Nhật Bản, Hàn Quốc cũng là những quốc gia quan trọng. Cái vấn đề nằm ở đây đó mà tôi muốn hai anh có thể chia sẻ rõ hơn nữa để cho quý khán giả có thể nắm bắt được đó. Trước khi có cái RCEP thì từng quốc gia đó họ vẫn có những cái hiệp định ký kết với lại các quốc gia khác, hoặc là song phương hoặc là đa phương. Ví dụ Việt Nam thì cũng đã có những hiệp định ký kết về thương mại với lại Liên Âu cách này hơn một năm nếu tôi không lầm. Và vì vậy cho nên nó có rất nhiều những cái đối tác trao đổi với nhau trong cái chuyện mà buôn bán. Và cái mặt thứ hai mà vừa rồi các anh cũng có nói tới đó là họ vẫn giữ tariff. Nghĩa là sao? Nghĩa là các quốc gia đó đó họ phải bảo vệ các cái nhà sản xuất nhỏ ở trong nước của họ, vì nếu không đó sẽ bị tràn ngập bởi các cái mặt hàng rẻ, ví dụ của tàu chẳng hạn, thì không thể cạnh tranh nổi và có thể đi đến cái chỗ phá sản chăng. Và nếu nhìn vào đây đó thì đúng là mọi quốc gia khi ký kết đó họ cũng đều thấy những cái mặt trái của nó. Thế thì muốn hỏi anh Bình đó, làm thế nào quân bình được cái chuyện là mình vừa bảo vệ những cái nhà sản xuất của mình ở trong nước, đồng thời mình lại khai dụng được cái gọi là cái hàng rào quan thuế nó bị nới lỏng để có thể xuất cảng hàng hóa của mình, nhưng mà lại không muốn nhập cảng hàng hóa của người khác. Tại vì làm như vậy thì có thể là mình lại bị kẹt. Giống như là anh Nguyên vừa nói, thì anh nghĩ như thế nào về cái trường hợp này? Trước khi mà có cái RCEP thì Việt Nam đã là thành viên của cái hiệp định thương mại tự do trong khối ASEAN với nhau. 10 nước ASEAN thì đã có một dịch tự do, đúng ít nhất là 5 năm này rồi. Cho nên tất cả những sự cạnh tranh, những cái lợi điểm gì của cái trong cái vòng 10 nước đó thì bây giờ nó không thay đổi. Việt Nam cũng đã đưa vô được thị trường Nhật
một cách tương đối ưu đãi, không bằng như cái OSEP thành ra bỏ qua tạm đá qua Trung Quốc bằng bình, thì cái OSEP này đó, nó giúp cho Việt Nam đi vô thêm cái thị trường Nhật là một, và Úc, Tân Tây Lan, đó là những nước ngoài ASEAN. Nhưng nếu không có OSEP thì Việt Nam trước sau gì cũng đang trên đường đi đến cái hiệp định thương mại tự do với Úc, và Úc thực sự đó thì họ cũng có chính sách ưu đãi đối với Việt Nam chứ phải không. Cho nên hai cái lợi về Úc và Nhật đó, thì nó có cái OSEP này nó cũng không có thay đổi gì nhiều. Đúng rồi. Thì cái duy nhất là cái thị trường Trung Quốc. Đúng. Trên lý thuyết Trung Quốc mở cửa thị trường mình ra với một cái tỷ lệ mức thuế ưu đãi gần như là thấp nhất dành cho cả 10 nước ASEAN, bỏ qua Nhật và Úc, Tân Tây Lan và bên, thì 10 nước ASEAN có cơ hội tham gia vào thị trường Trung Quốc. Trên lý thuyết Trung Quốc lại cho phép 10 nước này được quyền bảo vệ cái nông phẩm với lại thủy sản của mình bằng một cái mức quan thuế tương đối để mà bảo vệ cái ngành nông nghiệp và thủy sản. Như vậy là những nước này trên lý thuyết thôi là được ưu đãi quá nhiều rồi. Cho nên đó là cái mà lợi hại của nó. Lý do tại sao Trung Quốc có thể rộng rãi như vậy? Thực sự đó, cái nhu cầu Trung Quốc bây giờ là họ đang cần phải nhập tất cả những nông sản và thủy sản trên thế giới luôn. Tại vì bao nhiêu họ ăn cũng không đủ hết. Đúng rồi. Cho nên là họ không có cái nhu cầu gì họ đi xuất cảng qua những nước kia hết. Thì họ sẵn sàng họ cho những nước kia bảo vệ. Đúng rồi. Và cái việc mà cạnh tranh thủy sản nữa là giữa những nước nhỏ cạnh tranh với nhau thôi. Như là Việt Nam sẽ tiếp tục không cho Thái Lan nhập gạo vô Việt Nam. Ok, đó là chuyện gì nội bộ cho mấy anh. Trung Quốc thì ngồi đứng bên ngoài. Và họ được cái tiếng là không phải. Họ sẵn sàng họ mở cửa thị trường Trung Quốc ra cho các mặt hàng kỹ nghệ của ASEAN nhập vào. Nhưng mà thực sự đó, vô được Trung Quốc nhưng mà có bán được hay không? Thực sự hàng Việt Nam có cạnh tranh được với Trung Quốc hay không? Em chưa có đi qua Trung Quốc cho nên mình không biết được tình hình như vậy. Đúng. Nhưng thực sự ngay ở Việt Nam, mặt hàng Việt Nam đã không cạnh tranh lại với Trung Quốc rồi, thì làm sao hy vọng là đi qua bên Quảng Châu, Thượng Hải mà phải cạnh tranh với mặt hàng Trung Quốc? Từ quần áo cho đến radio cho đến cái xe đạp của Việt Nam, làm sao mà cạnh tranh được với Trung Quốc? Cho nên họ sẵn sàng mở cửa thị trường ra là vì họ biết là nó mở cửa nhà nhưng mà vô không làm gì được họ đó. Thì đó là cái mà cái lợi hại của Trung Quốc mà thật sự đó Mỹ không làm được. Tại vì cái cấu trúc kinh tế giữa Tây Phương và Trung Quốc nó khác hẳn. Cái nền kinh tế của Mỹ nó quá cao rồi. Cho nên Mỹ không thể nào mà trong tương lai có thể Mỹ sẽ có một cái, sẽ có một vài những cái điều đặc biệt như vậy đối với ASEAN. Và đó là cái chuyện mà một chút nữa mình sẽ đi vô cái chương tương lai, làm sao để mà cân bằng lại với lại cái chiêu này của Trung Quốc. Tại vì công nhận là nó gây gốc thì chẳng phải không. Vâng. Tôi nghĩ rằng là cái phân tích vừa rồi của anh Bình cũng đã khá rõ để chúng ta thấy đó là Trung Cộng tự thân đó, nó là một quốc gia đói gạo, đói dầu, khát dầu, tức là nó thiếu đủ mọi thứ cả tài nguyên. Cho nên hiện nay nó đang nhập cảng mọi thứ thì không có lý do gì mà nó ngăn cản cái chuyện nhập cảng đó mà có thể gây ra cái vấn đề cho đất nước. Việt Nam đó thì tôi nghĩ rằng nó là một cái điều khá là đặc biệt. Và tôi có xem cái phần nhận xét của bà, một chuyên gia kinh tế là bà Phạm Chi Lan ở Hà Nội đó, thì bà ta có nói thế này, mà để có gì nhờ anh Nguyên có thể chia sẻ cái suy nghĩ của anh. Nó bảo là khi mà Việt Nam ký kết ở trong cái ASEP đó, thì bà mừng bà lo, nhưng mà lo nhiều hơn là mừng, là vì Việt Nam hiện nay đang phải là một trong những cái đối tác quan trọng để mà thúc đẩy cái chuyện là CPTPP, là cái mà Nhật Bản cũng đang cố gắng kéo Việt Nam vào để thúc đẩy cái mặt đó. Và tôi bên cạnh đó như anh nói hồi nãy đó, anh Bình nói Việt Nam cũng ký kết với lại Liên Âu, Việt Nam cũng ký kết với lại các quốc gia trong khu vực. Thế thì cái việc này thực sự đối với Việt Nam đó thì nó có cái giá trị thật đến đâu? Thì xin mời anh Nguyên có thể chia sẻ. Dạ, thưa anh Việt và kính thưa quý vị, thì Việt Nam á, bây giờ là tạm mình ví von một chút đi, Việt Nam nó nằm sát phía nam của Trung Quốc nhưng mà nó nhỏ hơn Mexico, và nó có sức lệ thuộc thì có thể nó nặng hơn. Bây giờ mình mà là Trung Quốc là một quốc gia độc tài, Việt Nam cũng là một quốc gia độc tài, hai anh độc tài đứng chơi với nhau về vấn đề kinh tế. Thì còn ở Mỹ thì coi như là Mỹ và Mexico là hai quốc gia dân chủ và họ liên hệ với nhau kinh tế, trước đây là NAFTA và sau này là Tổng thống Trump đã renew nó thành một cái tên là USCMA đó. Thì chúng ta thấy là Mỹ chơi ở phía Bắc là Canada, phía Nam là Mexico, nhưng mà phía Bắc Canada ở van tăng tiến hơn, thành ra cũng lệ thuộc Mỹ nhưng mà mức độ lệ thuộc không bằng Mỹ Tây Cơ. Mỹ Tây Cơ có thể nói là lệ thuộc kinh tế Mỹ vô cùng, coi như là
cái biên giới đó gần như là cái mấu chỉ mai giữa hai cái quốc gia rồi. Thành ra là Mỹ mà ho hen cái là Mỹ Tây Cơ phải sợ. Thì mình đem qua mình so sánh Việt Nam là hai quốc gia độc tài, mà bây giờ hiện giờ chưa có RCEP thì là cái cán cân thương mại mậu dịch đó, nó đã quá chênh lệch. Nó chênh lệch là Việt Nam mà mua và nó coi như là của Trung Quốc nhập, từ nhập khẩu cho tới những chất gọi là chỉ sợi để hay là dài dép để đồ may mặc chẳng hạn, rồi nhập đủ thứ hàng rồi bán cho Trung Quốc thì rất là lệ thuộc cái thị trường Trung Quốc. Bán Trung Quốc thì cũng rất nhiều đó, nhưng mà cái số bán luôn luôn là nó nhỏ hơn là số nhập. Thành ra gần như là một cái nơi mà nhập của Trung Quốc rất lớn và cũng lệ thuộc thị trường Trung Quốc rất là nhiều. 70% cái kinh tế của Việt Nam là lệ thuộc Trung Quốc. Thành ra với cái RCEP nó làm như, nó, thực tế RCEP nó làm cho Việt Nam nó hội nhập vào Trung Quốc nhiều hơn nữa, tức là mất chủ quyền nhiều hơn nữa. Cái mối lo mà có Phạm Chi Lan á, là rõ ràng là cái mối lo là cái sự độc lập của Việt Nam. Việt Nam càng ngày càng khó độc lập hơn. À, những cái hiệp ước là tự do với Liên Âu hay là với Hoa Kỳ hay là những quốc gia khác trong vùng thì nó giúp cho Việt Nam gọi là độc lập hơn, với điều kiện là làm sao là nó kéo được những cái sự lệ thuộc của Trung Quốc qua những quốc gia của Liên Âu hay là Hoa Kỳ thì nó mới là gọi là giữ được độc lập. Còn chưa có rút được, mà chưa sở dĩ chưa rút được được là cái vấn đề hàng hóa của Liên Âu và Hoa Kỳ thì tương đối là giá cũng rất là đắt. Cá nhân tôi là có dịp là đi với những cái đại công ty của Mỹ đi qua bên Ấn Độ để mà Lockheed Martin đó, là để mà tìm cách bán vũ khí, mà Ấn Độ vô họp với bộ trưởng của họ, họ nói thẳng vũ khí của Mỹ mắc quá và bảo trì cũng mắc nữa, họ mua của Nga thì rẻ hơn và bảo trì cũng rẻ hơn. Thành ra do đó mà buôn bán với Liên Âu thì cái tiêu chuẩn của họ cao quá, cái giá họ đắt quá. Thành ra do đó cái giới hạn của cái volume, cái tổng lượng thì nó vẫn còn là hạn chế. Thành ra cái với cái RCEP này, rồi với cái dịch Covid này đã xảy ra, và với những cái gọi là charm offensive, những cái tấn công quyến rũ của Trung Quốc đối với 10 quốc gia Đông Nam Á, mà điển hình là Việt Nam hứa hẹn, Lý Khắc Cường hứa hẹn là trong 3 năm nữa là sẽ ký cái COC, tức là cái quy tắc ứng xử chẳng hạn, thì nó làm cho Việt Nam đó, ví dụ như mình thấy trong cái tuyên bố Hà Nội 14 Tây đó, là tuyên bố là hoàn toàn không có đặt vấn đề Biển Đông, là bây giờ không đặt vấn đề Biển Đông vì lệ thuộc kinh tế, mà lệ thuộc kinh tế tức là lệ thuộc cái thị trường của Trung Quốc, và lệ thuộc thị trường Trung Quốc thì không có dám làm cho Trung Quốc giận. Thì do đó mà anh thấy là dĩ nhiên kinh tế phát triển thì có, nhưng mà chắc chắn là cái sự mất chủ quyền thì nó nhiều hơn như thế này. Vâng, cảm ơn anh cái phân tích vừa rồi. Thưa quý khán giả, một cái chi tiết nữa mà nhân đây tôi cũng xin được trình bày đến tất cả quý vị. Một cái cuộc khảo cứu của Đại học Queen's ở bên Australia, bên Úc Châu, cộng với lại phối hợp với lại Bộ Tài chánh của Indonesia để khảo sát xem là cái việc mà thực hiện cái CREP này nó như thế nào, RCEP thì xin lỗi, nó như thế nào và nó mang lại cái lợi gì cho Trung Cộng. Thì cái bài báo mà đăng trên South China Morning Post đó, họ đã cho thấy một cái phân tích rất rõ là nếu có chăng thì đây nó là cái phần lợi về mặt biểu kiến, tức là tiếng tăm thôi, chứ thực chất con số cụ thể là trong 10 năm trước mặt, nếu thực hiện cái RCEP này cho đúng đó thì cái lợi tức tăng trưởng mà dựa vào RCEP của Trung Cộng đó, nó chỉ là 0.04% mà thôi so với cái tổng sản lượng của Trung Cộng. Trong khi đó, nó không thể sánh được với những cái thiệt hại mà do cái cuộc thương chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng đã diễn ra trong 2 năm vừa qua. Vì mỗi một năm như vậy là Trung Cộng thiệt hại vào khoảng từ 1.1 cho đến 1.3% cái tổng sản lượng quốc gia. Và vì vậy cho nên cái lật hái ngày hôm nay đó, nếu có chăng nó là mang cái tính biểu kiến về mặt chính trị, và có thể trong tương lai giống như anh Nguyên nói đó, nó là một cái hướng đi mà có thể sử dụng để mà mở rộng cho cái gọi là một vành đai, một con đường mà Trung Cộng dự trù sẽ tiếp tục tiến hành, mặc dù nó đã bị khựng lại trong một năm vừa qua vì cái dịch Covid, và đồng thời vì các quốc gia mà ký kết họ cũng bắt đầu trông thấy cái gọi là ngoại giao bẫy nợ của Trung Cộng đối với chính họ.
Kính thưa quý khán thính giả, đây là cái phần mà tương đối tổng quát để chúng ta tìm hiểu về cái hiệp định thương mại khu vực toàn diện này, và mong rằng là với tất cả những cái trao đổi chúng tôi vừa nêu, có lẽ nó vẫn còn nhiều nữa mà mình không có đủ thời giờ để mình nói hết được, cho nên cái phần nói về RCEP chúng ta sẽ ngừng lại ở đây và quay trở lại với cái phần 2 của chương trình hội luận này. Chúng ta sẽ nói nhiều về ASEAN, tức là các quốc gia, hiệp hội các quốc gia ở Đông Nam Á, và đồng thời sau đó chúng ta sẽ nói về cái hội nghị thượng đỉnh Đông Á mà nó cũng nằm trong cái khuôn khổ của cái cuộc họp của ASEAN vừa qua. Xin quý khán thính giả đừng rời làn sóng và chúng tôi sẽ quay lại trong một vài phút.